cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Thank you.
cha ở nơi đâu hỡi người, từng dường nuôi con. Tình cha thật bao dung như trời, rộng như biển đông. Lúc con còn ấu thơ dại khờ, nào biết đâu cha buồn. Lúc con đã lớn lên thành người, nào biết cha cô đơn. Đời không gặp phong ba, nào thấu được tình cha. Trong căn nhà ấm êm như đã từng thầm mơ, cánh chuông chuông vàng ngày xưa biến dâu tan lìa, tóc cha đã bạc. Tóc cha đã bạc mà tình của cha mai còn thắm tươi. Giúp con quay về xóm nghèo ngày xưa bên bóng người. Trong căn nhà ấm êm như đã từng thầm mơ, cánh chuông chuông vàng ngày xưa biến dâu tan lìa, tóc cha đã bạc. Tóc cha đã bạc mà tình của cha mai còn thắm tươi. Giúp con quay về xóm nghèo ngày xưa bên bóng người. Giờ con biết bên cha mới tìm được niềm an vui. Giờ con về bên cha để lòng được quên giấc mơ đời gấm quá phương người. Giờ đã xa xa rồi, giấc mơ tìm cánh chuông chuông vàng. Đời đã đau ta tôi, mùa xuân hồng đang tới, là tình cha sáng tươi. Mùa xuân hồng đang tới, là tình cha sáng. Thank you.
quyến ruột và gia quyến kính mến. Đồng chí Trịnh Quang Vinh thân yêu của chúng ta không còn nữa. Đồng chí đã từ trần vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2020 nhằm ngày 26 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, hưởng thọ 77 tuổi. Sự ra đi của đồng chí Trịnh Quang Vinh đã để lại biết bao niềm thương tiếc vô hạn cho mọi người trong những ngày qua. Khi hay tin đồng chí qua đời, các đồng chí lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và bạn bè thân hữu đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình đồng chí. Và lúc này đã cùng về đây bên linh cữu để tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các đồng chí, đến dự lễ truy điệu đồng chí Trịnh Quang Vinh, đảng viên huy hiệu 30 năm tuổi đảng, có các đồng chí trong ban tang lễ do đồng chí Nguyễn Thị Kim Phúc, quận ủy viên, bí thư đảng ủy phường Hiệp Bình Chánh làm trưởng ban tang lễ, cùng các đồng chí, đồng nghiệp, thân bằng quyến thuộc gần xa và bà con xóm giềng đến tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, quận ủy viên, bí thư đảng ủy, trưởng ban tang lễ lên đọc điếu văn truy điệu đồng chí Trịnh Quang Vinh, đảng viên huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Kính thưa các đồng chí đại diện các cơ quan, đơn vị, quý ông bà, cô bác, anh chị em và bạn bè thân hữu, kính thưa gia quyến đồng chí Trịnh Quang Vinh. Đồng chí Trịnh Quang Vinh của chúng ta không còn nữa. Trong giờ phút tiễn biệt này, chúng ta, những người đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, cùng quý cô bác và người thân trong gia đình của đồng chí đã tề tụ về đây để tiễn đưa đồng chí sau một thời gian năm bệnh nặng. Mặc dù được gia đình và đội ngũ y bác sĩ tận tình chăm sóc, chữa trị, nhưng do năm bệnh hiểm nghèo nên đồng chí đã không qua khỏi và đã từ trần vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2020 nhằm ngày 26 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, hưởng thọ 77 tuổi. Kính thưa đồng chí Trịnh Quang Vinh, đồng chí sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông tại xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Từ năm 1954 đến năm 1965, đồng chí tham gia học văn hóa tại trường Phan Xào Nam, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Từ năm 1965 đến năm 1968, đồng chí theo học tại trường Đại học Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong khoảng thời gian này, đồng chí tham gia phong trào sinh viên học sinh đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Năm 1975 đến năm 1981, đồng chí gia nhập lực lượng công an nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh và công tác tại công an phường 20, quận Bình Thạnh. Từ năm 1981 đến năm 1993, đồng chí là cán bộ cảnh sát hình sự công an phường 26, quận Bình Thạnh, cấp bậc đại úy. Ngày 20 tháng 8 năm 1987, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến tháng 11 năm 1993, đồng chí được Đảng và Nhà nước cho nghỉ hưu và chuyển sinh hoạt đảng về tại Đảng bộ phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 7 năm 2008, đồng chí chuyển sinh hoạt đảng về tại Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Kính thưa gia quyến đồng chí Trịnh Quang Vinh, kính thưa các đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, thân bằng, quyến thuộc gần xa, với 77 mùa xuân của cuộc đời và hơn 30 năm tuổi đảng, trong quá trình tham gia cách mạng, dù ở cương vị nào, đồng chí vẫn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, khắc phục khó khăn, gian khổ, nỗ lực, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với công lao cống hiến của mình, đồng chí đã được đảng và nhà nước tặng thưởng chiến sĩ thi đua cơ sở, huy hiệu 30 năm tuổi đảng và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Kính thưa các đồng chí, dẫu biết rằng không ai có thể vượt qua quy luật tạo hóa, có sinh, có tử, song giờ đây đồng chí Trịnh Quang Vinh đã ra đi mãi mãi, để lại trong chúng ta niềm tiếc thương vô hạn. Đồng chí Trịnh Quang Vinh mất đi là một mất mát to lớn không gì bù đắp được. Từ nay, Đảng bộ quận Thủ Đức, Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh, chi bộ khu phố 2 mất đi một đảng viên gương mẫu,
hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, bạn bè, đồng nghiệp, mất đi một người đồng chí đã từng phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng. Kể từ nay, tổ dân phố khu phố 2 mất đi một người công nhân gương mẫu, bà con lối xóm không còn được gặp người hàng xóm chân thành, giản dị, sống chan hòa cùng mọi người. Đồng chí mất đi, gia đình mất đi một người chồng, một người cha, một người ông hiền lành và hết lòng thương yêu gia đình, luôn là tấm gương sáng cho gia đình và con cháu noi theo. Đồng chí Trịnh Quang Vinh kính mến. Đồng chí ra đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè, người thân trong những giờ phút đau thương này. Giờ đây đồng chí đã ra đi vĩnh viễn, kính mong đồng chí thanh thản nơi cõi vĩnh hằng. Thưa các đồng chí, đồng nghiệp cùng quý cô bác và gia quyến đồng chí Trịnh Quang Vinh, hôm nay chúng ta tề tụ về đây trước linh cữu của đồng chí để tưởng nhớ và chia buồn cùng gia đình đồng chí, xin chia sẻ nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được với gia quyến của đồng chí. Noi gương đồng chí, chúng tôi xin nguyện tiếp bước con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc. Xin đồng chí hãy nhận nơi đây những nén hương và tấm lòng thành kính, thân thương của gia đình, của những người đồng chí, bạn bè, thân hữu, quý cô bác gần xa đến để tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Mong đồng chí an giấc ngàn thu. Tất cả chúng ta hãy dành một phút mặc niệm vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Trịnh Quang Vinh, đảng viên huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin mời đại diện phía gia đình có lời đáp bà. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, cùng các đồng chí trong ban lễ tang. Kính thưa các ông bà, cô bác, anh chị, bạn bè sớm giềng gần xa, thân bằng, cố hữu của ba chúng tôi. Thưa các vị đến dự lễ tang và đưa ba tôi hôm nay, tôi xin thay mặt gia đình xin bày tỏ lòng tri ân và cảm ơn đối với các vị lãnh đạo, các cơ quan đơn vị, các ông bà, cô bác, anh chị, bạn bè sớm giềng gần xa đã đến viếng tiễn đưa ba chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các vị, bài điếu văn của Đảng ủy phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức vừa đọc trong tang lễ cũng đã nói lên quá trình phấn đấu rèn luyện của ba chúng tôi từ khi giác ngộ cách mạng, đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng đất nước đến khi về hưu vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Đây là niềm tự hào và vinh dự đối với gia đình chúng tôi. Chúng tôi nguyện vì những điều đó mà học tập rèn luyện tu dưỡng đạo đức mà ba chúng tôi là tấm gương sáng. Thưa ba kính yêu, ba ra đi là điều đức thực vô là mất mát không gì bù đắp được đối với chúng con. Kính chào sẽ học từ nay trong gia đình này sẽ không có người ấm của ba, con sẽ mặc ba những bữa cơm của gia đình. Từ nay sẽ không ấm lúc ba, không còn ba ngồi chịu ăn với chúng con. Cuốn sách chất vàng của ba, những trường từ xưa ba nằm nguyện còn đó. Ngày nay ba đã đi xa rồi. Ba nay về với tổ tiên ông bà của chúng con. Từ nay chúng con không bao giờ tự nhìn thấy ba nữa. Thứ ba, khi ba còn sống, ba luôn dạy nhớ nhắc nhở chúng con phải cố gắng học tập và rèn luyện mọi mặt. Có những điều chúng con đã làm thực hiện được và có những điều chúng con còn chưa thực hiện được. Xin bà hãy yên lòng an nghỉ. Chúng con xin hứa sẽ nhớ và thực hiện những lời căn dặn tâm nguyện của bà. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, ban lễ tang, các ông bà, cô chú, anh chị, họ hàng, bạn bè, thân hữu gần xa, bà con sớm giềng đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa linh cữu ba tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tan gia bối rối, nếu có điều gì sơ sót,
thì mong quý vị niệm tình tha thứ. Xin cảm ơn. Kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý bà con cô bác lên thắp nén hương lần cuối tiễn đưa đồng chí Trịnh Quang Vinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Qua giảng hương linh tánh danh Trịnh Quang Vinh, quân sanh 1944 từ trần, ngày 26 tháng 4 mừng năm Canh Tý, hương thọ trần thế 77 tuổi. Với nguyện hương linh thọ tam bảo lực lai đao án tiền thọ tài hưởng thực tính pháp nghe kinh tóc phó ta và siêu sinh tịnh độ.
dân kiên sơ thỉnh nguyện đảo linh viên tan chỗ kiên thành trà châm ma sơ hướng linh na đẹp mây a trai khởi thần lương bồ tát thay nam mô cam lộ dương bồ tát thay nam mô cam lộ dương bồ tát từ bổn tôn địa tạng dương bồ tát thiết triệu phục trì quá giải hương linh tánh danh trịnh quang vinh quân sanh 1944 từ trần ngày 26 tháng 4 nhuần năm Canh Tý hưởng thọ trần thế 77 tuổi, nguyện lên thừa Tam Bảo Lục Lai Đáo Gia Đường thọ tài hưởng tục tính sách như kinh tóc của ta bà siêu sinh tịnh độ. Văn kiềm tái thỉnh nguyện đáo linh viên tan chỗ kiền thành trà châm hỡi thần hỡi nhị ba bồ bạn tự nhiên lai về đây thọ hưởng chứng chiếu lòng thành sáng hướng linh phụ thân ơi đây ngọc giới đây lòng đây tình còn động trong tha thiết cho duyên giả hiệp còn lực vô thường công lệ xưa nay nương quyền thân sống tạm dương trần khi viên mãn trở về quê cũ giáo hữu biết thực biết thể chân ngôn cẩn đường tánh phạn nam mô ta ma đa tha nga đa bà lo di đà an tâm ma đa tam ba đa hồng nam mô ta ma đa tha nga đa bà lo di đà an tâm ma đa tam ba đa hồng nam mô ta ma đa tha khởi thân lễ nhị ba thiết lập đàn tràng hương hoa trà quả phụng Phật tỉnh tăng Quang Lâm gia đường số nhà 2/1A đường số 14 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh kỳ siêu tống biệt độ phục trì quá giả hương linh tánh danh cụ ông Trịnh Quang Vinh quân sanh 1944 từ trần ngày 26 tháng 4 nhuần năm Canh Tý hưởng thọ trần thế 77 tuổi nguyện lên thừa Tam Bảo Lực Gia Lai Đáo Gia Đường thọ tài ứng thực tính pháp nghe kinh tóc thoát ta bà siêu sinh tịnh độ hậu kỳ an tam quyến bình an lợi lạc khổ nguyện năm siêu dương thế pháp giới chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này tiếp triệu hương linh la về tại nơi nghĩa trang cao đài Bà Rịa Vũng Tàu nguyện chư tôn thần đồng lai chứng giám nguyện nam mô a di đà Phật biên thần biên thầy chân ngôn cần đương thị tôn nam mô ta bà đăng la ngà đa bà lộ chi đây nam mô tam bạn ta đa bà lộ chi đa tam bạn ta tam bạn ta hồng mô tam bạn ta đa bà lộ chi đa mô lô lô bà giang ta đa gia ta niệm tam mô lô lô đa mô lô bán ta tổ lô ta bà ha mô ta bà ma ni 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 thank you.
tâm niệm Phật Di Đà chuyển sang chuyển cổ thân xa phát. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.
sống lớn hơn cả thế nà bao la, nhưng vất vả không làm cha gục ngã, nắng mưa nào cũng chẳng làm sờn vai cha. Vòng tay ấm cha nhìn mẹ ôm con, đứng đằng sau giang rộng vòng tay che chở lấy, giờ đời con vấp ngã lắm buồn lầy để con trẻ bước qua. Cha yêu ơi con thương cha nhiều lắm, hãy cho con xin một lần thứ tha, thời gian qua con đã vô tâm làm cha đau. Cha yêu ơi con thơ sợ lắm, sợ một ngày không còn cha bên con, giờ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Cha yêu ơi con thương cha nhiều lắm, hãy cho con xin một lần thứ tha, thời gian qua con đã vô tâm làm cha đau. Cha yêu ơi con thật sợ lắm, sợ một ngày không còn cha bên con, sợ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Sợ vòng tay cha mãi xa con một đời, với con chỉ có một mình cha thôi. Phương tiếp đệ linh hồn ngưỡng khấu đức địa tạng từ tổn đương quy, tiếp triệu vong hồn tánh danh của ông Trịnh Quang Vinh. Quân Nga sanh 1944 từ trần ngày 26 tháng 4 năm Canh Tý, hưởng thọ trần thế 77 tuổi, lai đáo mộ phần thính pháp nghe kinh tóc thoát ta bà siêu sinh tịnh độ. Nam mô Đại Bi Hội Tổ Phật Bồ Tát Bồ Lôi Phóng Độ Lô Mô Lô Bà Sa Gia Đế Ma Bà Sa Gia Đế Đa 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 Nam mô A Di Đà Phật, 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 nguyện tiêu tam chương, nguyện đăng đi huệ chẳng minh tiểu ngộ nguyện đội dương báo tiêu trừ. Bồ Tát đạo nguyện sanh thêm vương tịnh độ trung, Bồ Tát thiên hoa chi phụ mẫu và cái kim hoa mở Bồ Tát an chi mang ở nguyên chỉ thời công đó ông một lần mới liên miên ngài đẳng giữ chúng sanh giai đoạn anh thở. Đạo Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh Nam Mô Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Bạc Binh Đồ Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh Phục Nguyện
thượng báo tư trọng ân, hạ tế tam đồ khổ kim thời tan chủ trương thị niêm trịnh thủy bích thủy trương quang minh trương quang khương trương quang kiều khanh trịnh quang sơn hoàng anh phan hoàng huệ thương trịnh quang linh trần thị thanh quê trịnh như tuyết quyên trịnh trần xuân nhi trịnh quang duy vũ thị hoàng tuyết tâm thiết lễ đàn tràng hương hoa trà quả phụng phật thỉnh tăng quang lâm mộ phần cúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh trợ tiếng kỳ siêu tống biệt độ phục gì quá giảng hương linh tánh danh trịnh quang vinh quân sanh 1944 từ trần 18:30 ngày 26 tháng 4 nhuận năm Canh Tý hưởng thọ trần thế 77 tuổi nguyện cầu hồng ân tam bảo mười phương chư Phật gia hộ tiếp độ hương linh lai đáo mộ phần thính pháp nghe kinh tốc thoát ta bà siêu sinh tịnh độ hậu kỳ an tan môn hiếu quyến thân tâm an lạc phước trí trang nghiêm tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ nhất thành thượng đạt giảng tội băng tiêu cầu nguyện hương linh đắc độ cao siêu kỳ trai gia hiếu quyến hàm tiêm lợi lạc phổ nguyện âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh giai cộng thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật tiêu diêu chân tất tứ ra ba. Bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy ôi cát bụi tuyệt vời mặt trời soi một kiếp dòng chơi hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi ôi cát bụi mệt nhoài tiếng động nào không nguôi bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi lá úa trên cao rung đầy cho trăm năm vào chết một ngày mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội xin úp mặt bụi ngùi từng ngày qua mọi ngóng tin vui cùng rừng nào lá xác xơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy ôi cát bụi phần này vết mực nào xóa bỏ không bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy ôi cát bụi tuyệt vời mặt trời soi một kiếp dòng chơi hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi ôi cát bụi mệt nhoài tiếng động nào nhịp không nguôi bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi lá úa trên cao rung đầy cho trăm
nó quẹt luôn. Thịnh Minh Giao phụ ông Trịnh Quang A Bình sanh năm Giáp Thân hưởng thọ 77 tuổi, lâm chung ngày 26 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, di nguyện hướng linh lai đáo một phần, thinh pháp dân kinh thọ tài hưởng thật, đồng thừa Phật lực lực giảng Tây Á Vương. Ma ban nhã ba la mệnh đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hạnh tâm ban nhã ba la mệnh đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hạnh tâm ban nhã ba la mệnh đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hạnh tâm ban nhã ba la mệnh đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hạnh tâm ban nhã ba la mệnh đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hạnh tâm ban nhã ba la mệnh đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hạnh tâm ban nhã ba la mệnh đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hạnh tâm ban nhã ba la mệnh đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hạnh tâm ban nhã ba la mệnh đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hạnh bốn cảnh đấng trung gian tiếp triệu phụng vị hương linh cụ ông Thịnh Quang Á Bình sanh năm Giáp Thân hưởng thọ 77 tuổi, lâm chung ngày 26 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, nguyện hương linh lại đáo mộ phần thinh pháp văn kinh thọ tài hưởng thật, đồng thừa Phật lực thật giảng Tây Phương, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cổ phẩm liên quan. Trịnh Quang Sơn, Trần Thị Bích Vi, Trịnh Trần Vi Anh, Trịnh Thị Bích Hà, Phạm Hoàng Anh, Phạm Hoàng Huệ Thương, Trịnh Quang Linh, Trần Thị Thanh Quê, Trịnh Như Tuyết Yên, Trịnh Trần Xuân Nhi, Trịnh Quang Di, Vũ Thị Hoàng Yến, Trịnh Vũ Bảo Ngọc, Diệp Thị Ngọc Ma Lý, Trương Điệp Lan Anh cùng các cháu Lâm Anh, Lâm Ba, Lâm Ma Ha cùng đối trước mộ phần thiết lễ kỳ siêu khai mộ phụng vị hương linh cụ ông Trịnh Quang Vinh sanh năm Giáp Thân hướng thọ 77 tuổi, lâm chung ngày 26 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, nguyện hương hồn cụ ông thần hồn tỏ rạng nghiệp dứt ta bà cụ liên đài chính phẩm Đức Phật A Di Đà thọ ký. Nam mô A Di Đà Phật tiêu diêu cho thế giới khoái lạc. Tăng chủ kiền thiền lễ tất tư bái